Chào cả nhà đến với kênh Thân Thường Vlog nha. Hôm nay mình nướng vịt ăn mừng gần 350 người đăng ký nha cả nhà. Nướng vịt nướng vlog nha. Đây, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Thân Ngọc Vlog nha cả nhà. Đây mình đạt được 350 người đăng ký nha cả nhà. Đây mình bữa nay mình ăn vịt ăn mừng nha cả nhà. Vịt nướng ớt nha cả nhà. Đây thứ hai mình like cho mình đăng ký kênh nha cả nhà. Rồi chuẩn bị mình ớp vịt nha cả nhà. Đây vịt nó đang vịt nguội nóng ớt nha nhà. Đây cho khoảng muỗng muối nha nhà. Đây khoảng 3 muỗng ngọt nha nhà. Tỏi hành ớt vô như vậy. Đây, tỏi hành ớt mặn mặn. Cho hành tím cho nó xong nha nha. Cho hành tím cho nó xong nha nha. Đơn giản là đúng ớt nha nha. Rồi lát tôi quay tiếp nhà nướng, tôi quay tiếp nhà xem nha. Chọn mình nướng như vậy. Rồi chuẩn bị mình ớp vịt nha nha. Đây chuẩn bị vô lò than nướng nha nha. Hôm nay vịt nướng ớt nha. Ớp vịt vô. Lát mình tiếp nhà xem nha. Rồi chuẩn bị mình nướng nha nhà. Đây mình ớp tầm 50 phút mình cho nó thấm mình nướng nha nhà. Mình nướng nguyên bẹ luôn nha. Quá lạnh cái nhà ơi, mình nướng thấm nha. Đến nó dưới á, để nằm dưới bề dưới á. Tại vì biết sao nó nóng nó chạy xuống dưới á. Ui quá. Cái gì mà vừa quá ngon cả nhà ơi. Này hồi quét cho thấm nha. Nướng ớt nha nhà, vịt nướng ớt nha nhà. Đây mình ăn mừng 350 à. Ăn bị 350 người đăng ký nha nhà. Đây vịt nướng nha. Rồi lát quay tiếp cho nhà xem nha. Đây mình nướng vịt nha cả nhà ơi. Cũng cảm ơn 350 người đã đăng ký theo dõi luôn ủng hộ kênh Hưng Ngọc Vlog nha nhà. Đây cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Hôm nay mình nướng vịt nha nhà. Đây vịt nướng ớt nha, mình ăn mừng nha nhà. Cả nhà thấy hay yêu quý cho mình một like đăng ký kênh nha nhà. Đây, kênh đạt được 350 người đăng ký nha nhà. Đây em gái miền Tây nướng vịt nha cả nhà ơi. Nó bé mà. Rồi ăn lát mình tiếp cho nhà xem nha. Rồi vịt đã chín nha nhà. Đây chuẩn bị mình gấp ra nha nhà. Gấp mấy cái chân trước nha nhà, với mấy cánh chín trước nha nhà. Đây, quá ngon cả nhà ơi. Đây mình ăn mừng nha cả nhà ơi. Mừng 350 người đăng ký kênh nha nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nha nhà.
Đây là hết. Chị nào đây? Rồi lát mình ra dĩa mình quay tiếp cho nhà xem nghe nhà ơi. Rồi vịt mình đã nướng xong nghe cả nhà ơi. Đây mình ăn chung với bánh hỏi nghe nhà ơi. Đây bánh mì luôn nghe. Rồi sống nghe nhà ơi. Chào cả nhà nha. Con chào nãy rồi. Đây, mời cả nhà dùng với đại gia đình nha nhà ơi. Đây hôm nay mình ăn tiệc nha nhà ơi. Đây. Ăn mừng 300 gửi người đăng ký kênh nha nhà ơi. Nước tương kìa. Rồi ăn đi rồi. Mày không được cái gì đấy chứ mà nói cái chán mà mẹ không tốt. Ăn vịt quay với mình nha cả nhà. Đây vịt nướng nha nhà ơi. Cũng ớt nha. Ngon quá cả nhà ơi. Để nhớ ăn ngoài còn tết lại nè. Bốc mẹ nhà miếng nè. Mời cả nhà ăn miếng thịt nướng nè cả nhà ơi. Thịt nướng nha. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon lắm. Ngọt mặn mặn. Béo béo. Chắc ngon quá. Ngon quá cả nhà ơi. Chắc nhìn ba cái giò đi qua nha. Không. Tâm diễn ra làm á chứ diễn ra cái giò đó. Tôi nãy, tôi nè. Con ăn đi. Ăn đi làm bổ hoài. Còn đây cái nè. Mày cái nhà ăn cái đùi với mình. Trời. Được cái đùi cho ý ăn đi. Đây, cái đùi đây nè. Nè, ý ăn. Bóc cần nó. Nè, ý ăn cái đùi đi. Ngon lắm cả nhà ơi nè, thịt nào cũng ngon cho nè. Rất thịt nào cũng ngon cho nè. Dằn nín ngon lắm cả nhà ơi. Cái nào cũng ngon cho cả nhà ơi. Này, thịt ăn đi cả nhà ơi, ăn chung với bánh mì nha cả nhà. Đây, bánh hỏi nha, chấm tương nha cả nhà. Trời gì đại cạp thì cái đùi kìa. Nghe sao lại thì ăn nghe sao lại này, mấy miếng nào vậy? Tí muối nè, như mình ăn hả? Ăn thì ngoài. Ăn như mình miếng bánh mì nha. Mày thêm tin mày ở nhà nè. Ở nhà. Cạp cái đùi coi. Mày cái nhà. Rồi cạp. Cạp cái đùi vô. Cạp lên. Ui, cái quỳnh đó. Cái ăn. Chị làm không? Ý nó cạp. Ý cạp nó. Mày cái nhạc không? Mày cái nhạc coi. Mày. Mày bài cái nhạc chứ không mời cái nhạc. Nhà mời cái nhà nè. Mời cái nhạc cái đùi nè. Mời cái nhà miếng thịt. Cầm miếng thịt. Mời cái nhà nghe nó vậy đó. Mời cái nhà miếng thịt với con. Rồi. Quên rồi. Ăn luôn. Quên thì giấy à. Bóc cả nhà ơi. Bóc cũng ngon. Bóc ngon cả nhà ơi. Mà còn ướt nè. Ngon cái gì. Ăn cái gì quay. Nhà quay. Đó, hỏi thèm thôi. Đây mà ở nhà miếng bên hỏi nghe nhà. Ai cho nó. Thịt cho mình quay nó ăn kìa. Cái này nó lạc mà. Hạt cái bánh kia hả? Hạt nhất đấy. Nó ngọt mặn mặn. Có ngọt đâu. Cái bánh kia ăn ngọt ngọt. Ừ, bánh kia ngọt. Ngọt không? Ừ. Có ăn không? Ăn thịt tươi mà không ăn. Còn tư nữa chi? Chứ thảo quá. Tư nữa. Rồi mấy cô cháu nữa. Trời ơi, ăn có hết đâu mà sợ mà lo. Chứ ăn rồi, cho nó vui. Nói thời ơi. Con mày đã thả nó cắn rồi đưa vào kìa cháu. Con miếng này hết mẹ rồi. Vậy. Thôi giục đi, giục đi. Giục đi. Giục. Ấy rồi. Này miếng giật đi. Này bún cơm rồi. Ăn leo. Ăn leo. Ăn leo. Ăn leo. Ăn leo kìa. Mấy ăn ngon. Nướng. Chung cục thịt á. Ê, cái kia hồ. Nướng nướng nghe cái nhà. Cái nhà ăn cục không biết đến chừng nào rồi á. Nhăn lắm mà. À, vô với cái dữ. Có rồi vậy? Ừ. Ít à. Ăn từ từ thôi. Phải cổ rồi cái này. Cá rồi nhóc mà ăn nước mà ăn dưa leo hả? Ngon. Từ từ.
Rồi chào cả nhà nha. Nhớ hay mình cho like đăng ký kênh nha nhà. Bữa nay mình ăn mừng 350 người đăng ký nha nhà. Đây mình có làm món vịt nướng ớt nha nhà. Đây. Đây mời cả nhà cái đồ vịt nha nhà. Đây cái đồ cánh nha nhà. Cánh. Cái gì nó nha nhà. Cắm nhẹ nhẹ thôi nha. Đây. Đây mời cả nhà miếng vịt nha nướng nha nhà. Đấy đó. Trời cánh đậu. Ngon, ngon, ngon. Ngon. Quá ngon vậy. Rồi nhà miếng cái đeo cũng nha. Ngon, vừa ăn ha. Quá ngon. Nó dai. Nó dai. Mà tiếp mà cái dài nè. Mới nghe. Ăn cái rồi 3 tháng rồi. Thịt vật cắn có thịt dơ cái ra nè. Con này con ăn cái ghê quá nha. Đây mà nhà mình hỏi luôn nghe nha. Được quá hả. Con này. Ăn uống thì cực nè. Cái quậy còn hơn cái gì. Lạnh thôi nha. Cái quậy. Lạnh. Cái chợ gió lạnh. Nó quậy. Lạnh nó lạnh nó không hả. Rồi chú ý nè. Rồi chọn cái mặt. Cười chứ mẹ coi. Cười mẹ coi. Mẹ làm xấu mẹ coi coi. Mẹ coi coi. Bye bye. Mẹ nè. Chào. Mẹ nè. Chào 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 mẹ coi. Chào. Mẹ này làm xấu mẹ coi coi. Xấu rồi. Cái mặt này. Quay của mẹ kìa. Quay mẹ kìa. Đây mời cả nhà miếng thịt đó, mình kết thúc clip đây nha nhà. Đoạn clip mình cũng hơi dài nha nhà. Nhớ hay cho mình like đăng ký kênh nha nhà. Nay mình ăn mừng 150 người đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà. Vậy 350. 350 nha nhà. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành với kênh Hưng Ngọc Vlog nha nhà. Đây mời nhà ăn miếng nha nhà. Dùng tay luôn nha nhà. Ừ, tay đi là đũa chứ. Tay khác luôn. Dễ ăn. Nó dai mình ăn tay được. Ừ, quá ngon. Ăn miếng mì giòn ngon lắm. Đây mà ở nhà miếng mì nữa nha nhà. Nữa nếu mà các bạn lại giúp cái kia cho nhà nha. Ăn luôn. Mì giòn ngon. Này cái này nó cấu gì. Bye bye nhà nha. Cảm ơn nhà đã ủng hộ yêu quý kênh Hưng Ngọc Vlog nha nhà. Bye bye. Về chưa rồi mà kiếm mày. À có nói. Bye bye cả nhà nghe. Bữa nay cả nhà vui vẻ cho mình nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Thấy ai cho một like nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà nghe. Thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha.